Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn mục đích cho CDA mà nó cho chúng ta hiển thị dung lượng đã sử dụng qua 3G hoặc qua Wi-Fi ở trên thanh Notification. Thì đây của mình đã đặt cài rồi thì có là một bên là sử dụng 3G, bên sử dụng Wi-Fi. 3G tháng này mình chưa sử dụng nên là mình chưa có gì, nhưng mà Wi-Fi của mình đã sử dụng hết 36M. Hôm nay là hết 14M. Hiển thị rất rõ ràng, có cả địa chỉ IP, có cả tốc độ mạng và có cả cái dung lượng còn lại là bao nhiêu. Thì chúng ta vào cài đặt của nó, tích mang tên là Data Meter. Đầu tiên là có thông số về sử dụng Wi-Fi, thông số về sử dụng 3G. Xem chi tiết ngày nào sử dụng bao nhiêu. Tiếp nữa là phần cài đặt hiển thị, thì nó có hiển thị những cái gì, hiển thị 3G, Wi-Fi hay là chỉ Wi-Fi thôi. Tiếp nữa là có hiển thị cái thanh progress, thanh hiệu ứng đó. Thanh progress là thanh trạng thái không, nếu chúng ta tắt đi thì nó sẽ không hiện nữa. Tôi bật lên nó sẽ hiện cái thanh. Hiển thị IP, hiển thị tốc độ mạng, hiển thị thông tin ngày hôm nay. Nói chung là cái của nó rất là dễ sử dụng, chúng ta có thể để mặc định được. Cái phần limit này rất là hay, nó là cái phần dung lượng giới hạn. Ví dụ như là mình dùng 3G Viettel chẳng hạn thì mình để tầm 2GB một tháng. Đấy, đặt giới hạn là bao nhiêu. Thì để cái tích này chúng ta cần máy iOS 7 đã jailbreak và chúng ta vào CDA. Sau chúng ta tìm kiếm tích thì là Data Meter. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn xem màn hình khóa của mình bây giờ. Này, nó có chữ Absorbent chạy, sau đó thì một đống chữ Nhật nhẽo các kiểu chạy.